đến An Giang, các bạn sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh đẹp của núi rừng, đồng bằng với những cảnh vật hữu tình, nhiều điểm đến độc và lạ. Thác Ô Tức Sa ở Ô Tức Sa thuộc xã An Cư, huyện Tịnh Biên là dòng thác đẹp, hiểm trở ở An Giang, đang thu hút giới trẻ đi băng rừng, lội suối để chinh phục và check-in. Xin chào các bạn đến với kênh Thất Sơn Vạn Điều Hay. Hiện tại mình đang ở Thác Ô Tức Sa trên núi Cấm các bạn ơi. Từ nhà bàn, mình cùng anh bạn Bigo Minh Điền đi theo tỉnh lộ 948 hướng từ nhà bàn đi Tri Tôn. Khi đến gần chợ Chi Lăng, tụi mình quan sát thấy một tấm biển nhỏ chỉ dẫn hướng đi Ô Tức Sa. Theo hướng này thì tụi mình chạy đến chân của Hồ Tức Sa, để trái và chạy thẳng theo con đường mòn lên núi. Khi đến chân của Thác Ô Tức Sa, bạn mình Bigo Minh Điền hỏi đường cô chủ quán nước và gửi xe tại nơi đây các bạn. Thác Ô Tức Sa chảy từ động Thủy Liêm trên đỉnh của núi Cấm, rồi chảy xuống hồ Ô Tức Sa qua các vách đá cao tạo thành các dòng thác, dòng suối cực kỳ đẹp mắt luôn các bạn ơi. Có nước rồi, rất là nhiều luôn. Có khung cảnh tuyệt đẹp như tranh, độ dốc cao hơn 20 m nên sức nước chảy rất mạnh, ào ào vào mùa mưa. Và hiện nay sau nhiều cơn mưa thì thác này chảy rất mạnh các bạn. Hoặc là vào những dịp xả đập ở trên hồ Thủy Liêm thì cũng tạo ra những dòng nước mạnh thiệt mạnh các bạn ơi. Tụi mình đã lội dọc theo con suối để đến thác nước cao dựng đứng ở phía trên cùng. Đường đi cũng rất là hiểm trở các bạn. Đường, anh bạn Bigo Minh Điền của mình còn bắt được cua núi nữa đó các bạn. Khi đến nơi thì cảnh vật thật là đẹp, nước từ trên cao đổ xuống rất mạnh, nước bắn lên tung tóe tạo thành một lớp màn sương hơi nước. Chụp ảnh ở đây thì bao đẹp luôn các bạn ơi. lượm được hạt đậu nọc. Đây là một loại hạt thuốc nam đó các bạn, dùng để trị bệnh. Anh bạn Bigo Minh Điền dù lần đầu đến với Ô Tức Sa nhưng cũng có nhiều cảm xúc sau chuyến lội suối lần này. Xin chào các bạn, hôm nay trải nghiệm lần đầu tiên Ô Tức Sa. Thì cái hồ núi rất là đường là khó đi nha tất cả các anh chị em. Thì được lên cảnh trải nghiệm một lần đầu tiên rất là phấn khởi phấn khích, đi leo lên những cái thác nước chảy rất là mạnh xuống. Thì hồ này là từ trên đậm Thủy Liêm, Núi Cấm chảy xuống thác này. Đó, hôm nay đi dẫn tới đích thì gặp trường hợp là bắt được cua núi nè, đó những hạt đậu nọc, đó những vị thuốc nam nè, trong thuốc nam kêu đậu nọc ha, chuyên trị hút những đậu nọc đắp vào tay mình đó. Đó, trải nghiệm rất là vui, rất thoải mái, mong tất cả các anh chị em mình mong đến xem được cái clip này thì đến hồ Ô Tức Sa này chơi trải nghiệm một lần cho biết nhé. Chào tất cả các bạn. Khi đến tham quan chụp ảnh, các bạn vui lòng giữ vệ sinh chung, đừng xả rác và nhớ cẩn thận, đảm bảo an toàn nhé các bạn. Video của mình tới đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Chào các bạn.